Chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Quốc phòng địa phương, một chương trình chuyên biệt về công tác quân sự quốc phòng địa phương trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong những số phát sóng vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý khán giả những hình ảnh cũng như câu chuyện về sự nỗ lực, tinh thần vượt nắng, thắng mưa của các chiến sĩ mới để hoàn thành tốt 3 tháng huấn luyện đầu tiên trong đời quân ngũ. Vâng, và chương trình Quốc phòng địa phương hôm nay chúng ta sẽ gặp lại họ, nhưng là với những câu chuyện khác. Làm thế nào để mỗi thanh niên nhanh chóng làm quen với môi trường quân ngũ kỷ luật? Làm thế nào để nỗi nhớ người thân vơi bớt? Và làm thế nào để những chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn yên tâm thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị? Vâng ạ, và từ những câu hỏi trăn trở này, thời gian qua, mỗi đơn vị, mỗi địa phương đã cho ra đời nhiều mô hình thiết thực và ý nghĩa. Và trong phần đầu của chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí đến với mô hình nghĩa tình đồng đội của lực lượng vũ trang quân khu 9. Với mô hình này, cán bộ, chiến sĩ trích tiền lương, phụ cấp quyên góp, hỗ trợ nhiều gia đình tân binh đặc biệt khó khăn, có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình tại Trung đoàn 20, Sư đoàn 330. Đây là những hình ảnh được ghi lại trong đêm nghĩa tình đồng đội mà Sư đoàn 330 quân khu 9 tổ chức năm 2020. Đã có 22 chiến sĩ mới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà tại chương trình ý nghĩa này. Trong đó có trung sĩ Quách Hoài Thương, quê Cà Mau. Đáp lại tình cảm đó, Hoài Thương không ngừng nỗ lực phấn đấu và được chọn đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy. Năm 2020, đơn vị có hỗ trợ cho tôi khoảng 4 triệu vào đi nghĩa tình đồng đội. Số tiền đó tôi dùng gửi cho gia đình để mua hai con heo phát triển kinh tế. Đến hiện tại bây giờ là số heo của gia đình là trên 10 con. Cũng đến từ quê hương Cà Mau và nhập ngũ với Quách Hoài Thương. Từ nhỏ, chiến sĩ Nguyễn Văn Hiền cùng ba và em trai sống với bà nội. Nhà không có đất canh tác, ba của Hiền làm thuê để có thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Số tiền hỗ trợ từ đêm nghĩa tình đồng đội được Hiền gửi về gia đình để ba đầu tư nuôi gà thịt. Đêm nghĩa tình đồng đội nhận tiền đó rồi gửi gì mua một số gà thịt để nuôi. Thì giờ đàn gà cũng hơn 100 con. Và trang trải hàng ngày thì bán gà thịt thì cũng khoảng tầm 100 đến 100 mấy. Những gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ vốn đều sử dụng hiệu quả, phần nào vơi bớt khó khăn. Đó là nguồn động viên giúp chiến sĩ an tâm tư tưởng và gắn bó với đơn vị. Đối với các đồng chí này thì ở đơn vị đều có hướng phấn đấu tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật. Ngoài cái số tiền đó thì hàng tháng các chiến sĩ này cũng đều có tiết kiệm cái phụ cấp của mình để gửi phụ giúp thêm gia đình, 5 đến 700 ngàn một tháng. Phát huy kết quả đó, sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 đã chủ động nắm hoàn cảnh gia đình từng chiến sĩ. Trong số chiến sĩ mới của tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20 có 5 trường hợp đặc biệt khó khăn. Những ngày đầu về với đơn vị, các chiến sĩ này thường có biểu hiện ngại tiếp xúc với đồng chí đồng đội. Tôi phân công cán bộ thường xuyên gặp gỡ, theo dõi, động viên. Từ đó mà anh em có cái vui vẻ hòa đồng và mạnh dạn cởi mở hơn trong cái công tác học tập. Và cái kết quả học tập sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới là đều đạt khá và giỏi. Với phương châm, hãy để tình yêu thương sưởi ấm đồng đội của chúng ta, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 20 luôn kịp thời chia sẻ với đồng chí đồng đội, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Từ năm 2018 đến năm 2020, thì Trung đoàn Bộ binh 20 đã tổ chức được 3 đêm nghĩa tình đồng đội, quyên góp với số tiền là gần 500 triệu đồng, ủng hộ cho 60 gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp nối hiệu quả đó, trước lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2021, Trung đoàn 20 vận động cán bộ chiến sĩ quyên góp với tinh thần tự nguyện được 97 triệu đồng, tặng 10 chiến sĩ mới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hy vọng sự chung tay góp sức mang ý nghĩa nhân văn này sẽ giúp gia đình các chiến sĩ mới có động lực vươn lên trong thời gian tới. Tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi sẽ gửi số tiền này về cho gia đình để mẹ tôi chăn nuôi, giúp cho đứa em tôi học đại học. Sẽ gửi về cho gia đình, em và nội tôi nuôi heo, trang trải cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế. Qua 3 năm thực hiện nghĩa tình đồng đội, thì cán bộ chiến sĩ trong toàn quân khu đã hỗ trợ gần 30 tỷ đồng để giúp đỡ cho khoảng 3.000 gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn. Và qua cái buổi sơ kết hôm nay, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và tổ chức
hiệu quả hơn và tạo sức lan tỏa rộng hơn trong toàn quân khu. Dù ít hay nhiều, những nghĩa cử thơm thảo, ấm tình đồng đội đã kịp thời động viên chiến sĩ trung đoàn 20 an tâm tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm học tập, rèn luyện, đồng thời thêm khẳng định dù khó khăn đến mấy cũng luôn có đồng chí, đồng đội sẻ chia. Điều này không phải ở môi trường học tập, làm việc nào cũng có. Vâng, điều mà không phải ở môi trường học tập, làm việc nào cũng có, đó chính là tình đồng đội, là tinh thần sẵn sàng sẻ chia khi khó khăn. Phải vậy không chị? Dạ vâng ạ, đúng là như vậy. Và cũng thông tin thêm với chị Ngọc Hà cũng như là các quý khán giả, đó chính là mô hình nghĩa tình đồng đội đã được các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 thực hiện từ 3 năm qua. Và Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 là đơn vị được chọn làm điểm rút kinh nghiệm trong thực hiện mô hình. Vâng, 3 năm với gần 30 tỷ đồng được quyên góp để giúp đỡ cho khoảng 3.000 chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn. Đây thực sự là những con số khiến chúng ta rất là xúc động. Dạ vâng ạ. Và thưa quý khán giả, không chỉ nhận được sự